Sau khi tải bộ phần mềm về thì ta sẽ được đầy đủ các phần mềm sau. Thứ nhất, đây là phần mềm ActiInsight, dùng để soạn giảng và làm việc với bảng tương tác thông minh. Thì đây đã có số đăng ký. Thứ hai là phần mềm ActiView, đây là phần mềm dùng để kết nối máy chụp vật thể. Thứ ba, đây là phần mềm ActiDriver, đây là phần mềm dùng để kết nối bảng tương tác thông minh với máy tính. Thì hiện tại ở đây tôi cung cấp cho QuizTheGo hai bản, là bản dùng cho hệ điều hành 32 bit và một bản là dùng cho hệ điều hành 64 bit. Thì tùy theo máy của QuizTheGo là dùng hệ điều hành nào thì chúng ta sẽ cài bản tương ứng. Để biết máy tính của chúng ta cài hệ điều hành nào thì QuizTheGo nháy chuột phải vào biểu tượng máy computer ngoài màn hình, chúng ta chọn property, thì QuizTheGo xem ở cái dòng này. Hiện tại máy của tôi là cài hệ điều hành 64 bit. Như vậy đầu tiên tôi cài phần mềm ActiDriver 64 bit, phần mềm dùng để kết nối với bảng tương tác thông minh. Phần mềm này á là giúp chúng ta điều chỉnh cái bút tương tác với bảng chính xác. Còn nếu chúng ta không cài phần mềm này thì vẫn tương tác trên bảng được, nhưng mà mỗi lần ta cần sử dụng bút để tương tác trên bảng, viết chữ hoặc là thực hiện các thao tác khác thì nó không chính xác. Sau khi cài đặt xong, có thể máy sẽ yêu cầu chúng ta khởi động lại. Thì chúng ta có thể bấm close để cài đặt hết các phần mềm để khởi động lại một lúc luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ cài phần mềm ActiView, tức là phần mềm để kết nối với cái máy chụp vật thể. Thì ở đây là có thông báo lỗi. Thì nếu gặp thông báo lỗi này thì có thể chúng ta đặt cái phần mềm trong thư mục mà chúng ta đặt tên có dấu tiếng Việt, nên là phần mềm chương trình không nhận dạng được. Chúng ta có thể copy nó ra bên ngoài thư mục này, hoặc là ta đổi tên lại thư mục. Giờ tên thư mục của mình là có dấu tiếng Việt. Đây là chúng ta để mặc định ngôn ngữ tiếng Anh. Ở đây phần mềm hỏi là có muốn tạo cái lối tắt ngoài màn hình để mở cho nhanh không? Chúng ta chọn Z. Thì sau khi cài phần mềm này xong thì hệ thống cũng yêu cầu chúng ta khởi động lại máy. Thì chúng ta có thể chọn No để khởi động lại sau. Tiếp theo chúng ta sẽ cài phần mềm ActiInsight, tức là để soạn bài giảng. Sau khi cài đặt xong, thì bên ngoài màn hình chúng ta sẽ có biểu tượng của phần mềm ActiInsight và có thêm biểu tượng của phần mềm ActiView, tức là để kết nối với máy chụp vật thể. Và quý thầy cô lưu ý là sau khi chúng ta cài phần mềm để điều khiển bảng tương tác thông minh thì ở bên dưới thanh Touch Bar nó sẽ có cái biểu tượng này. Đây là biểu tượng của chương trình để giúp chúng ta là điều chỉnh lại cái độ chính xác của bút khi chúng ta tương tác trên bảng. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi động phần mềm ActiSpy và làm quen với phần mềm này. Thì ở bước này là chúng ta sẽ nhập cái thông tin để đăng ký phần mềm. Ở dòng thứ nhất và dòng thứ hai thì chúng ta có thể nhập thông tin cá nhân của mình. Còn ở dòng thứ ba thì chúng ta sẽ copy cái mã đăng ký, copy cái số đăng ký. Chúng ta dán vào đây.
tích vào đây. Sau đó bấm OK. Ở bước này thì quý thầy cô cứ mặc định là để cái lựa chọn đầu tiên, tại vì hiện tại phần mềm đã tích hợp cả ba cái lựa chọn này. Ta bấm vào tiếp tục. Tại màn hình này thì phần mềm cung cấp một số chức năng. Nhất là tạo bài giảng mới. Thứ hai là mở một bài giảng mà ta đã soạn và lưu trong máy. Thứ ba là nhập một bài giảng bằng PowerPoint lên phần mềm. Thì hiện tại chức năng này còn có một số hạn chế. Ví dụ tôi mở một bài giảng bằng PowerPoint thì phần mềm sẽ thông báo lỗi như thế này. Hiện tại là phần mềm chỉ hỗ trợ đối với các cái file PowerPoint từ ta soạn bằng phiên bản 203. Và hiện tại máy của chúng ta phải cài phiên bản 203 thì phần mềm mới nhận dạng được. Nhưng hiện tại máy của tôi là cài phiên bản Office 2013. Nhưng mà quý thầy cô lưu ý là nếu sử dụng chức năng này nhập file PowerPoint lên phần mềm á, thì nó chỉ hiện các slide dưới dạng là các file ảnh thôi. Thế còn các cái hiệu ứng trên phần mềm PowerPoint là đều mất hết. Tức là các cái slide PowerPoint đưa lên phần mềm này thì nó chỉ hiển thị dưới dạng file ảnh, mỗi slide là một ảnh. Như vậy chúng ta thấy là cũng phải sửa lại rất là nhiều. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô một cái cách khác, làm giúp cho chúng ta lấy nội dung từ các cái bài giảng PowerPoint có sẵn để đưa lên trên chương trình. Đầu tiên, để dễ làm việc thì chúng ta có thể chuyển đổi giao diện của chương trình sang tiếng Việt. Chúng ta chọn vào File và mục Setting. Thì tại mục Language ta sẽ chọn sang ngôn ngữ là Việt Nam. Sau đó chúng ta phải khởi động lại chương trình thì hệ thống mới thay đổi lại được. Như vậy chúng ta thấy là toàn bộ giao diện chương trình đã chuyển thành tiếng Việt. Bây giờ tôi sẽ mở một bài giảng mà đã được tạo sẵn để giới thiệu một số chức năng của chương trình cho quý thầy cô. Thì đối với phần mềm này là nó có hai chế độ. Thì hiện tại là đang ở chế độ giảng bài, tức là cái biểu tượng này nó có hình màu xanh. Còn khi tôi bấm vào đây nó chuyển sang màu đỏ là đang ở chế độ thiết kế. Thì thực ra hai chế độ này nó cũng không có khác biệt nhau nhiều. Ta thấy là khi bấm chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ này thì màn hình cũng không có thay đổi gì. Thì ở chế độ thiết kế là cho phép chúng ta thêm các đối tượng, thay đổi nội dung hoặc là kéo thả di chuyển vị thay đổi vị trí của các cái đối tượng trên bài giảng. Còn khi mà chúng ta chuyển qua chế độ giảng bài á, nếu chúng ta không khóa các đối tượng lại thì chúng ta vẫn có thể làm được những việc đó giống như là chế độ thiết kế. Ví dụ hiện tại đang ở chế độ giảng bài, tôi vẫn có thể là di chuyển các cái đối tượng này hoặc là thay đổi kích thước, thay đổi nội dung của nó, nhấn đúp chuột vào để thay đổi nội dung của nó. À, khi giảng bài thì chúng ta sẽ ẩn cái thanh công cụ phía bên trái này đi để học sinh không biết cái nội dung tiếp theo của bài giảng. Và để chuyển qua cái trang tiếp theo, ta sẽ nhấn vào cái nút này hoặc là nhấn vào cái nút lệnh trên thanh công cụ. Quý thầy cô có thể thấy là mặc dù đang ở chế độ giảng bài nhưng tôi có thể di chuyển các cái đối tượng ở trên bài giảng hoặc là thay đổi kích thước của nó. Thì theo cái bài giảng của mình mà ta có thể thực hiện nó sao cho học sinh dễ quan sát nhất. Hoặc là một cái chức năng khác như thế này. Ở đây chương trình hỗ trợ cho chúng ta là khi bấm vào một nội dung nào đó thì nó sẽ hiện ra nội dung khác. Tùy theo ý tưởng giảng bài của mình mà chúng ta sẽ thiết kế cho phù hợp. Ví dụ ở đây tôi bấm vào đối tượng này, nó hiện ra một nội dung khác. Ta bấm tiếp vào đây và bấm tiếp vào đây. Thì sau khi mà chúng ta thiết kế bài giảng xong, chúng ta kiểm tra thấy các cái nội dung ta bấm đúng, nó hiện ra đúng theo thứ tự, theo đúng ý tưởng của mình rồi, thì chúng ta phải giấu nó đi, tức là thu lại
để khi lên giảng bài trên lớp ta lại bấm theo trình tự nó lại hiện ra, thì ta lại thu lại theo đúng cái trình tự. Đó, tức là ta sẽ thu nó lại như này. Khi lên lớp giảng bài thì ta sẽ chỉ thấy cái hình này thôi, và muốn hiện các đối tượng khác ta lại bấm theo trình tự nó ra. Còn khi ta bấm về chế độ thiết kế thì là nó sẽ hiện đầy đủ các cái đối tượng như thế này, còn bấm vào chế độ giảng bài thì nó sẽ ẩn đi. Đó là sự khác biệt của hai cái chế độ thiết kế và chế độ giảng bài, trong một số trường hợp là như thế. Hoặc ta có thể kéo một cái nội dung nào đó ta ẩn vào bên trong. Đây tương tự như vậy, ta bấm vào cái này, đó, thì chúng ta nên là soạn theo hướng là cứ bấm vào đối tượng trước thì nó hiện đối tượng sau. Tất cả các cái thao tác mà tôi dùng chuột kéo thả đây thì ta có thể hoàn toàn sử dụng bút để ta kéo thả các cái đối tượng ở trên bảng tương tác thông minh. Ở đây có một công cụ cho phép chúng ta là ẩn cái nội dung mà chúng ta muốn giảng, tức là sử dụng một cái màng lọc để che lại cái nội dung muốn giảng, và sau đó chúng ta sẽ kéo dần cho nó hiện ra. Hoặc là tùy cái ý tưởng về nội dung giảng bài của mình mà chúng ta có thể tạo một cái thùng chứa như thế này mà chứa nội dung ở bên trong, và ta sẽ kéo cái nội dung đó ra. Hoặc là để củng cố bài học thì chúng ta có thể tạo các cái bài tập kéo thả như thế này. Thì chương trình sẽ hỗ trợ cho chúng ta soạn là nếu kéo vào đúng các cái vị trí thì nó mới nằm yên tại đó, còn không thì nó sẽ không chịu và nó quay về vị trí ban đầu. Đây, cho phép chúng ta sử dụng bút và kéo các đối tượng này. Đây, chúng ta thấy là nếu mà kéo không chính xác thì nó sẽ nhảy lại vị trí cũ và nó không nằm tại đó. Đây là kéo đúng các mạng. À, thì bên này chúng ta cũng làm tương tự, và ta chỉ cần làm một bên thôi, và ta copy cái nội dung sang bên này. Hoặc chúng ta có thể tạo các cái dạng bài tập như nối của bên này với của bên kia, kéo các cái mũi tên này để nối đến cái vị trí phù hợp. Nếu nối đúng thì nó sẽ chấp nhận tại vị trí đó, còn không thì nó sẽ tự động quay về vị trí ban đầu. Chúng ta thấy là nếu nối không đúng nó sẽ quay về vị trí ban đầu. Đó, nếu chúng ta nói đúng thì nó sẽ nằm yên tại đó. Chương trình còn hỗ trợ cho chúng ta nhiều cái công cụ khác, tùy vào cái mục đích giảng bài của mình mà chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ đó cho phù hợp. Thì sau đây tôi sẽ mở một số cái bài giảng mẫu mà chương trình cung cấp cho chúng ta. Trong cái đường link mà quý thầy cô tải về thì có cái bài giảng này. Đây là một số ý tưởng khác. Hoặc đối với môn tiếng Anh thì ta có thể sử dụng ý tưởng này. Hoặc chúng ta có thể tạo một cái kính lúp và ta làm được như thế này. Và đây cũng là sử dụng kính lúp, hoặc là một công cụ khác, khi ta nhảy liên tiếp vào một đối tượng nào đó thì nó sẽ hiện, tức là nó sẽ thực chất là nó hiện cái hình ảnh đằng sau nó.
Đây là bài tập kéo thả tương tự như hồi nãy. Và cái đây là cũng tương tự như là sử dụng kính lúp. Trên bài giảng là chúng ta vẫn có thể chèn các video bình thường, giống như là PowerPoint. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho quý thầy cô sơ qua về các cái chức năng mà phần mềm này có thể làm được. Trong thời lượng của video này thì tôi sẽ chỉ hướng dẫn cho quý thầy cô bước đầu làm quen với phần mềm để có thể tiếp cận và soạn được một bài giảng, hoặc là tận dụng những nội dung mà đã có sẵn ở trong các cái bài giảng PowerPoint đưa vào phần mềm. Còn những nội dung khác thì có thể tôi sẽ hướng dẫn trong các cái video tiếp theo. Sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu để soạn một bài giảng. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho quý thầy cô một số công cụ cơ bản của phần mềm. Để nhập được văn bản thì ta bấm vào công cụ Test, sau đó bấm vào một vị trí bất kỳ để nhập văn bản. Sau khi nhập văn bản xong thì ta bấm vào biểu tượng hình con trỏ, hình mũi tên đây. Và ta có thể di chuyển nó. Khi ta bấm vào một đối tượng nào đó thì trên đây nó có các cái công cụ. Ví dụ như là xoay đối tượng, hoặc là thực hiện một số cái thao tác khác, hoặc ta thay đổi độ sáng tối cho đối tượng đó, hoặc là tăng kích cỡ của đối tượng lên, hoặc là giảm kích thước. Hoặc là nếu muốn sửa nội dung thì ta sẽ nhấn vào đây, hoặc là nhấn đúp chuột lên đối tượng cũng được. Để vẽ một cái hình dạng hay là hình khối nào đó thì ta nhấn vào biểu tượng này. Hoặc ta bấm mở rộng hiện để hiện toàn bộ các cái hình dạng ra. Thì đầu tiên để vẽ được một hình dạng nào đó thì ta chọn màu của đường, màu của nét vẽ. Ví dụ tôi chọn màu đỏ, và màu nền của cái hình dạng đó tôi chọn màu vàng. Ví dụ tôi vẽ ngôi sao. Sau khi vẽ xong thì ta cũng nhấn vào biểu tượng con trỏ đây để kết thúc việc vẽ. Sau đó ta có thể di chuyển cái hình dạng này bình thường, hoặc là thay đổi kích thước của nó. Hoặc sau khi vẽ xong ta có thể thay đổi cái kích thước của nét vẽ. Hoặc là thay đổi màu nền cho đối tượng đó. Thì ta sẽ chọn vào cái biểu tượng tô đầy. Sau đó ta chọn màu khác. Để viết chữ lên trên cái hình dạng này thì ta cũng chọn vào đối tượng văn bản. Ta có thể định dạng cái nội dung này bình thường. Chọn màu sắc. Chọn cơ chữ hoặc là phông chữ. Sau đó ta nhảy vào biểu tượng con trỏ. Để nhóm hai đối tượng này là một thì ta sẽ chọn cả hai đối tượng. Sau đó nhảy vào đây. Như vậy ta đã nhóm hai đối tượng này tại thành một. Hoặc là ta có thể sử dụng công cụ chụp ảnh màn hình để ta chụp cả hai đối tượng này, và nó sẽ cho ta được một cái bức hình. Ta chọn vào công cụ, chọn vào máy ảnh, hình chụp nhanh khu vực. Sau đó ta bấm trang hiện tại, tức là cái hình nó sẽ được lưu vào cái trang hiện tại luôn. Như vậy ta đã được một cái bức hình. Sau đó ta có thể xóa cái đối tượng này đi. Hoặc là khi đang giảng bài, nếu chúng ta muốn viết hoặc là vẽ một cái nội dung nào đó, hoặc là ta muốn gạch chân hoặc là tô đậm một cái nội dung nào đó, thì ta sẽ sử dụng công cụ bút hoặc là công cụ tô đậm. Ta chọn bút, sau đó chọn màu của nét bút. Hoặc là ta dùng cái công cụ tô đậm. Đây là công cụ tẩy. Hoặc là ta
có thể chọn vào cái đối tượng đó và ta kéo nó vào trong thùng rác. Xóa bất kỳ một đối tượng nào, ta có thể bấm vào đối tượng đó và ta kéo nó vào trong thùng rác. Hoặc là sau khi làm sai, ta muốn quay về thao tác trước thì ta sẽ nhấn vào đây. Còn đây là công cụ cho chúng ta, cho phép chúng ta viết một cái nội dung gì đó, viết gì đó ra ngoài màn hình desktop, màn hình nền của máy tính. Ta bấm vào đây. Sau đó ta chọn công cụ bút. À, ta làm thực hiện thao tác tương tự như là trên phần mềm. Ta có thể kéo nó vào trong thùng rác. Hoặc là sau khi viết vẽ xong, ta có thể chụp lại và lưu lại thành một cái ảnh. Ta chọn công cụ máy ảnh. Sau đó ta chọn vào tài nguyên của tôi. Thì mặc định là nó sẽ lưu cái ảnh đó vào trong thư mục này, hoặc là ta có thể chọn cái đường dẫn khác để ta lưu vào máy. Nhập nội dung cần lưu ở đây. Như vậy là ta đã có được một cái bức ảnh. Để trở lại chương trình thì ta lại bấm vào biểu tượng này. Ở phía bên trái đây là các cái trình duyệt. Trình duyệt trang. Đây là hiện tại là ta đang ở trình duyệt trang, tức là hiển thị các cái trang của bài giảng. Tiếp theo là trình duyệt tài nguyên, tức là chứa các cái tài nguyên như là hình ảnh hoặc là các cái biểu tượng để cho phép chúng ta chèn vào bài giảng. Ví dụ phần background là hình nền. Chúng ta có thể chèn một cái hình nền vào bài giảng bằng cách là nhấy đúp chuột vào cái hình nền đó. Đó, ta nhấy đúp chuột vào thì ta sẽ chèn một cái đối tượng nào đó vào. Đây là trình duyệt đối tượng, tức là các cái đối tượng mà ta chèn vào trang một trang nào đó của bài giảng thì nó sẽ hiện ở đây. Và đây nó có các cái tầng là tầng trên cùng, tầng dưới cùng, tầng nền. Thì tùy vào cái nội dung đó là nội dung nào mà ta đặt ở các cái tầng cho phù hợp. Nếu ta muốn một cái hình ảnh hoặc là một cái nội dung nào đó mà không chỉnh sửa, không thao tác với nó được thì ta sẽ đặt nó vào cái tầng nền. Còn nếu ta muốn một đối tượng nào đó đè lên trên một đối tượng khác thì ta sẽ đặt nó lên trên tầng trên, ta sẽ kéo nó lên tầng bên trên. Hiện tại là hai đối tượng 1 và 2 này là nằm ở tầng dưới cùng. Còn cái hình ngôi sao này là nằm ở tầng dưới. Như vậy, nếu ta muốn đặt hai cái hình này lên trên ngôi sao này thì ta phải đưa hai đối tượng này lên tầng trên. Hiện tại là ta kéo vào thì thấy là nó sẽ bị khuất ở sau. Ta sẽ kéo hai cái đối tượng này lên tầng trên cùng. Đó, như vậy ta đã đặt nó lên bên trên ngôi sao được. Còn cái trình duyệt này là trình duyệt ghi chú, cho phép ta nhập cái nội dung ghi chú cho cái trang này. Ở đây là trình duyệt thuộc tính, tức là cho phép ta đặt thuộc tính cho các cái đối tượng ở trên trang này. Khi ta nhấy vào một đối tượng nào đó thì cho phép chúng ta đặt tiêu đề hoặc là đặt phông chữ, kích thước chữ vân vân, hoặc là nhiều thuộc tính khác. Hai cái trình duyệt thuộc tính và trình duyệt đối tượng này mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều nếu chúng ta muốn thiết kế các cái chức năng, sử dụng các cái chức năng nâng cao của phần mềm này. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cách thức để chúng ta tận dụng nội dung của các cái bài giảng PowerPoint mà chúng ta có sẵn trong máy để chúng ta đưa nội dung vào cái phần mềm này để ta có thể có được một cái bài giảng sử dụng với bảng tương tác thông minh một cách nhanh nhất. Giả sử bây giờ tôi cần soạn một bài giảng mà tôi đã có sẵn bên file PowerPoint, thì bây giờ tôi muốn đưa cái bài giảng này sang bên phần mềm để soạn bài giảng tương tác với bảng thông minh. Thì do là cái
phần mềm của chúng ta là không nhập được cái file PowerPoint theo cái cách này, do là không phải là cái phiên bản của Office 2003, cho nên ta sẽ thực hiện nhập bằng cách là lựa chọn nhập bằng file PDF. Như vậy chúng ta sẽ chuyển cái file này sang file PDF, sau đó sẽ đưa vào phần mềm kia. Ta chọn vào file, chọn export và ta chọn tiếp vào là create PDF. Rồi ta sẽ đặt tên và chọn cái nơi lưu. Ta bấm vào đây. Như vậy là ta đã có một file PDF về bài giảng. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái bài giảng PowerPoint vào trên phần mềm này. Ta bấm vào nhập PDF. Thế ta chọn mặc định như này không thay đổi gì cả, ta bấm nhập. Như vậy phần mềm đã nhập toàn bộ cái bài giảng của mình lên đây. Thì ta thấy là các cái slide PowerPoint sẽ được nhập lên đây thành dạng là các cái file ảnh. Toàn bộ nội dung trên slide sẽ được nhập vào đây thành một cái file ảnh như thế này. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cách để tách lấy các cái nội dung trên trang này ra để chúng ta sẽ cho nó xuất hiện theo các cái bước giảng dạy của mình, chứ không cho xuất hiện một lúc như thế này. Ta chọn vào công cụ, chọn vào máy ảnh, sau đó chọn vào hình chụp nhanh khu vực. Sau đó ta sẽ chọn vào cái khu vực cần lấy. Ví dụ đầu tiên tôi cần chọn lấy cái phần tiêu đề này. Sau khi chọn xong ta bấm vào trang hiện tại, tức là chụp và nó hình ảnh lưu vào trang hiện tại luôn. Như vậy ta đã có được cái phần tiêu đề. Sau đó tôi chụp tiếp lấy cái phần cái hình ảnh này. Nếu chúng ta nhớ cái phím tab thì ta sẽ bấm cho nhanh, đó là Ctrl Shift K. Đây, bấm trang hiện tại. Rồi, như vậy ta đã có cái hình ảnh thứ hai. Tiếp theo là ta sẽ lấy cái phần dưới này, cái phần câu hỏi đây. Thì ta có thể bấm lên đây, những cái công cụ mà ta mới sử dụng thì nó sẽ được nằm ở cái thanh này. Hình chụp nhanh khu vực. Bấm trang hiện tại. Như vậy ta đã được cái ba cái hình ảnh. Sau đó ta sẽ xóa cái hình ảnh gốc đi. Bấm delete trên bàn phím. Sau đó chúng ta sẽ sắp xếp lại và cho nó hiện ra theo đúng cái trình tự. Thì hiện tại là chúng ta đang ở chế độ giảng bài. Ta có thể bấm vào chế độ thiết kế. Ví dụ bây giờ tôi muốn là khi bấm vào cái tiêu đề này thì nó hiện ra hình ảnh này, và khi bấm vào hình ảnh này thì nó hiện ra nội dung câu hỏi. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta bấm vào cái hình ảnh này. Sau đó chọn vào cái trình duyệt thao tác. Sau đó chọn vào ẩn. Và ở cái ô đích đây ta chọn đến cái hình ảnh này. Đích là cái hình ảnh này. Đây. Sau đó chọn OK. Sau đó ta bấm áp dụng các thay đổi. Như vậy khi bấm sang chế độ giảng bài ta sẽ thấy kết quả. Đó. Như vậy bấm vào tiêu đề đây thì nó sẽ ẩn hiện cái hình ảnh này. Tương tự như vậy ta sẽ bấm vào cái hình ảnh này và chọn ẩn hiện cho cái nội dung câu hỏi bên dưới. Ta chọn vào ẩn. Chọn đích là cái hình ảnh các câu hỏi. Sau đó bấm OK và bấm áp dụng các thay đổi, chuyển sang chế độ giảng bài. Như vậy bây giờ ta được bấm vào đây thì nó ẩn cái này, và bấm vào đây thì ẩn cái này.
và ta sẽ cho nó hiện lại. Tương tự như vậy, ta chuyển qua các cái trang khác. Ví dụ đối với trang này thì tôi sẽ ẩn hai cái nội dung này, ẩn hai cái cụm nội dung này sang vào bên trong, và khi nào cần thì tôi sẽ kéo nó ra. Thì tương tự đầu tiên tôi cũng chụp lại cái nội dung này, sau đó là xóa cái hình gốc đi. Chúng ta có thể copy lấy cái tiêu đề ở trang trước và dán vào trang này. Ta chuyển qua chế độ thiết kế. Ta dán vào trang đây. Chúng ta có thể vẽ một cái hình khối gì đó để gắn vào cái nội dung này, để ẩn có thể ẩn được toàn bộ cái nội dung này vào bên trong. Ví dụ đầu tiên tôi muốn vẽ một cái mũi tên, ta bấm vào hình dạng. Sau đó chúng ta sẽ gắn cái mũi tên này vào, gắn kết hợp với cái nội dung này. Thì chúng ta có thể chọn cả hai cái đối tượng này và nhóm nó lại thành một nhóm. Ta bấm vào đây. Vậy là ta đã nhóm cả hai cái đối tượng này thành một nhóm. Sau đó ta sẽ kéo nó ẩn vào bên trong. Khi nào giảng đến nội dung này thì ta sẽ kéo nó ra. Tương tự đối tượng này ta cũng làm như vậy. Thì cứ làm như vậy thì quý thầy cô sẽ được một bài giảng tương tác trên bảng thông minh. Thì quý thầy cô cứ thực hiện như vậy thì chúng ta đã lợi dụng được nội dung của bài giảng PowerPoint để chúng ta soạn và giảng dạy trên bảng tương tác thông minh. Đó là tôi mới giới thiệu cho quý thầy cô các bước cơ bản và làm sao để đưa cái bài giảng từ PowerPoint chuyển vào phần mềm nhanh nhất. Còn để có thể sử dụng được các cái công cụ mà tôi đã giới thiệu cho quý thầy cô, những công cụ rất hay của phần mềm này, thì tôi sẽ giới thiệu cho quý thầy cô ở các cái video tiếp theo. Chúc quý thầy cô thực hiện thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.